Nguyên đang đi lên trên đây để thắp hương của nhà thờ họ Nguyễn đó quý vị. Chào Trần Đức nha. Chào Thành Nguyên nha. Nguyễn Nghi Xuân, Hòa Tấn. Đây thưa quý vị. Chào Thành Nguyên. Ngày hôm nay thì Thành Nguyên có cái dịp đi về quê rồi ghé qua bên nhà thờ họ Nguyễn của Thành Nguyên đó. Thì cũng có Điền Nguyễn, Phượng Kiều và Trần Đức. Ở nhà mệt quá. Đi theo. Rồi thì bây giờ cũng có chút lòng thành kêu tới tiên tổ rồi phù hộ độ trì cho con cháu trong những ngày cuối năm được may mắn. Rồi mời cả nhà. Em đi hết nói. Đi hết rồi. Điền Nguyễn đòi xin cầm hai cái kiếm ở trên kia xuống quý vị. Bây giờ tối quá sao mình lấy được hai kiếm thật mà. Không không không, chúng tôi đang tại đó là quý vị thì giờ mình đang tìm công tắc đèn lên để mình quay cây. Không có điện. Chắc là cách cầu dao cách ở dưới đông, cái nhà dưới ngay đây. Đó là cái automat đấy. Có nghĩa là cái cầu dao ở dưới nhà cấp lên đây. Đó. Người ta không có bật. Người ta sợ cháy. Đúng không? Hỏa hoạn. Rồi Thành Nguyên đứng bên kia. Thưa quý vị, thì Thành Nguyên lâu lâu mới về quê được đó, thì hôm nay có dịp ghé qua nhà thờ thì Thành Nguyên cũng không biết là cái nguồn điện nó ở đâu quý vị, thành ra là thì cũng xin thắp cái đèn cầy cũng như là hương để kêu tới tổ tiên tiên linh vậy đó. Nếu như quý vị mà theo dõi kênh của Thành Nguyên thì trước đó quý vị chắc là cũng biết là mỗi lần mà Thành Nguyên đi về nhà thờ đó thì Thành Nguyên cũng có quay cho quý vị xem rồi. Đây là cái nhà thờ họ của Thành Nguyên thôi, chứ không họ Nguyễn bên Thành Nguyên, chứ không phải là họ Nguyễn chung của toàn quốc nha quý vị. Đó, đây là trước mặt, đây là cái dòng sông Lam quý vị. Có nơi thì người ta gọi là sông La. Đây. Còn bên cái rặng núi bên kia đó là cái đền Củi.
cái đền Đỏ Cụi mà rất là nổi tiếng luôn. Lát nữa Thành Nguyên sẽ đi qua bên đó, vì Thành Nguyên có một người bà con cũng ở trong họ luôn, là có một cái bản xoay đó quý vị. Và rất là nhiều những cái giai thoại về cái bàn kỳ lạ này. Có nghĩa là mình cứ sờ tay vào rồi mình nói nó xoay là tự động nó sẽ xoay quý vị. Vâng, thì là lát nữa Thành Nguyên sẽ đi qua đó và Thành Nguyên sẽ cho quý vị một sở thị cái chiếc bàn kỳ lạ này là sao nhé quý vị. Đó, và cái giai thoại của nó thì rất là kỳ bí luôn. Cái nhà thờ của bên Hoàng Nguyễn Thành Nguyên thì nó nằm ở trên cái đồi này. Đây là toàn cảnh khuôn viên cái nhà thờ. Thành Nguyên nghĩ rằng là cái nguồn điện này nè quý vị, nguồn điện này chắc là ở phía dưới nhà dưới đó. Người ta cúp, người ta không có bật trên này. Sợ nhiều khi có rò rỉ hay là cháy nổ gì đó thì cũng không biết á. Đây, Thành Nguyên sẽ đi xuống đây quay cho quý vị xem. Trước đây thì Thành Nguyên quay buổi đêm nha quý vị không à. Thế còn bây giờ thì Thành Nguyên mới có dịp quay buổi ngày cho quý vị xem này. Dạ. Rồi, quý vị thấy không? Về những nơi tôn nghiêm như vậy đó quý vị, thì tự dưng mình thấy cái lòng của mình đó quý vị, thấy nó an yên lắm. Lành quá quý vị ạ. Vâng, nói chung là ngày hôm nay thì Thành Nguyên cũng đã rồi ok quý vị. Nói chung là những ngày cuối năm thì Thành Nguyên cũng đã thực hiện được cái điều mà Thành Nguyên mong muốn, đó là về nhà thờ họ Nguyễn bên Hà Tĩnh của Thành Nguyên để mà thắp cho cố can ông bà một nén nhang. Ngày hôm nay thì thời tiết lại trở lạnh rồi quý vị. Ngày hôm qua thì nó nắng nhưng mà hôm nay tự nhiên không biết sao lại trở lạnh. Rồi còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên. Dạ, còn bây giờ thì Thành Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.